Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại kênh mình nha. Rồi hôm nay thì mình cũng lên một cái bộ ý nha anh em, ba ngựa một pha. Rồi trước tiên vô video clip thì xin chúc anh em xem video clip có một tối trần này làm vui nha và sức khỏe. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết nha. Trước tiên là mình đi vào cái đầu ý này nha anh em. Đầu ý này đầu ti sứ 18 ly, áp 100 đến 120 kg, lưu lượng nước tầm 13 lít trên 1 phút nha. Con này thì thích hợp cho anh em đưa xe máy ô tô nha, xe máy ô tô được không chạm đi nha anh em. Đầu thì đầu quý nha, đầu quý tầm thâu mà còn nguyên riêng nha. Rồi con này thì điện lắp qua cái motor điện 3 pha 3.7, mình đã đấu qua điện 1 pha nha. Còn ba ngựa kéo cái đầu nén ti sứ của ý này nha anh em. Đó, sứ của ý này. Motor khía, motor của Toshiba nha, tại Nhật nha anh em. Đó. Con này thì đây hồi chỉnh áp nha, chỉnh áp xe súng được luôn nha. Đó, có lắp lên khung bánh xe đẩy nè. Khung bánh xe đẩy luôn nha. Đó, khung bánh xe đẩy luôn nha anh em. Dòng này là xài súng được nha anh em. Xài súng ngắt nhả là rất là nhạy luôn, rất là nhạy. Được lắp qua bắt chân nha, lắp bắt chân hai bốn bắt chân lên cái mâm sắt nè, lên xe đẩy là được nha anh em. Đó, con này được lắp qua mặt bích nha. Mình lắp mặt bích nha anh em. Đó, anh em lắp mặt bích nè. Lắp mặt bích. Thì lắp mặt bích bốn ốc cái nha anh em. Bốn ốc cái là chạy rất là êm. Một là anh em lắp bù ly, hai là anh em lắp qua dây cura nha. Dây cura đủ kiểu á, nhưng mà lắp kiểu này là lắp rất là êm luôn. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy nha. Đó, test máy cho anh em xem. Máy nè, máy đang chạy không tải nha anh em, đang chạy không tải nha, chạy rất là êm luôn nha, chạy không tải, đang súng chạy súng dài luôn nha anh em. Đường nào vậy? Không biết, chứ lại xuống Long An á. Chạy xuống đi. Dạ. Chạy xuống đi, hỏi họ. Họ rất là mạnh luôn nha anh em, anh đưa anh em thấy không? Lực nó ra nè. Anh em đưa xe máy ô tô rất là ngon luôn nha. Quá là khỏe luôn nha anh em. À. Đó. Cầm một tay là mỏi tay luôn nha. Này rất là êm luôn nha anh em. Rất là êm. Đó. Rồi con này thì anh em nào cần thì đầu rờ thì lắp nguyên bộ thì mình lắp nguyên bộ nha. Đó. Anh em nào muốn mua đầu rờ thì bán đầu rờ. Đó. Còn anh em lắp nguyên bộ mình lắp nguyên bộ. Rồi thì con này mình đã lắp lên nha anh em, lắp lên test lên cho khách. Rồi anh em nào cần thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình 033 241 6648 nha. Đó, mình có để trên tiêu đề bài viết. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha, cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ trong thời gian vừa qua.
Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em các video tiếp khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.